Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái banner về ô tô nó như thế này bằng cái phần mềm Photoshop CC 2019 nha. Sau khi mình hoàn thành xong thì nó sẽ như thế này đây. Rồi đầu tiên thì các bạn vào file new. Ở đây thì các bạn vào file này, new này. Chúng ta vào ở đây này các bạn, là kích thước của nó này, ở đây mình nhấn close này, thì đây là cái kích thước mà ở đây là cái kích thước ảnh bìa fanpage này đó, thì mình sẽ làm kích thước của nó là 1958 này, cái chiều rộng này 1958 này, cái resolution này mình cho nó là 300 luôn. Color mode thì các bạn cho nó là RGB nha. Chúng ta nhấn grid. Rồi ở đây thì mình sẽ làm, các bạn làm trên cái file này này. Còn ở đây thì mình sẽ làm trực tiếp trên cái file này luôn. Đó, mình sẽ làm trực tiếp trên cái file này luôn nha. Thì các bạn để ý này, thì ở đây thì mình sẽ tạo cho nó hai cái đường line như thế này này. Thì với những cái banner mà các bạn để đăng lên cái Facebook á, thì thông thường thì toàn bộ cái hình này này thì nó là cái phần hiển thị cho cái xem trên máy tính, còn cái phần phía bên trong này này thì nó sẽ hiển thị cho trên cái điện thoại này đó. Cho nên là các bạn làm là các bạn sẽ tối ưu bằng cách là những cái nội dung cần thiết của mình này thì các bạn nằm gọn trong cái vùng mà đây này đó, cái vùng như thế này. Thì ở đây logo này mình đưa nó hơi hơi xích sang bên 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 phải này, thì mình sẽ kéo nó vào này đó. Các bạn sẽ làm cái nội dung của mình nó nằm gọn trong cái phần này thôi. Thì cái phần này này thì kích thước này các bạn để ý này đó, các bạn đây, kích thước của nó là 1324 này. Đây các bạn click vào cái thằng Marketing Tool này, chúng ta click vào đây, hoặc các bạn click vào cái thằng Rectangle Tool này, các bạn click click vào này, rồi chúng ta click đúp lên cái phần vùng làm việc của chúng ta đó. Rồi cái chiều rộng của nó này các bạn cho nó là, đây mình coi lại nha. Rồi các bạn cho nó là 1324 này. Rồi các bạn nhấn OK. Đó, rồi các bạn cho nó vào giữa này. Rồi chúng ta sẽ, các bạn sẽ kéo những cái đường line như thế này này. Đó, các bạn kéo đường line như thế này. Nếu trường hợp mà cái thanh thước này nó không hiện ra đấy, thì các bạn nhấn kiếm Ctrl R nha. Đó, thì nó sẽ hiển cái thanh thước ra cho mình để mình kéo những cái đường line như này. Rồi đây các bạn nhấn delete, các bạn xóa cái hình màu đen này đi. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ đưa cái hình nền vào, thì chúng ta vào file này, play này, các bạn sẽ đây, ở đây thì mình có cái hình nền này này, mình download sẵn nó về này. Rồi các bạn sẽ phóng to nó lên. Đó, như thế này, chúng ta nhấn Enter. Rồi tiếp theo thì các bạn cho cái logo vào, rồi cho các bạn cho cái ô tô vào này. Mình cũng có download sẵn về rồi này. Các bạn lên Google, các bạn nhập cái chữ ô tô rồi các bạn thêm cái chữ PNG vào nha, PNG vào đấy, thì nó sẽ ra này. Các bạn nhấn Play này, thì cái file nguyên liệu thì mình đặt link ở phía dưới nha. Rồi chúng ta thu nhỏ cái logo này lại, các bạn thu nhỏ cái ô tô này lại này, rồi các bạn đưa nó vào vị trí nó thích hợp như này. Rồi bây giờ thì các bạn có thể nhấn Enter.
Rồi tiếp theo các bạn đưa cái đường cái line này này, cái ánh sáng này này, các bạn vào file này, lay này, rồi mình đưa nó vào vị trí này, rồi chúng ta nhấn enter. Tiếp theo thì các bạn vào cái chế độ và trôn nó là các bạn vào lighten này nha, các bạn vào lighten này nha. Rồi chúng ta nhấn Ctrl T này, các bạn có thể ở đây thì mình thu nhỏ nó lại đi một chút xíu này, các bạn nhấn Enter nha. Rồi chúng ta có thể nhấn Ctrl Z, các bạn nhấn Ctrl T này, chúng ta đưa nó sang phía bên này, các bạn click phải chuột này, các bạn đảo chiều nó này cho nó xoay sang phía bên trái này này. À, như thế này, các bạn nhấn Enter này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đưa logo vào. Thì cái logo này thì mình có đào sẵn trên mạng một cái logo này. Đó, và mình chỉ việc nhấn Ctrl C này. Rồi qua bên Photoshop mình sẽ nhấn Ctrl V này. Các bạn chọn sửa map offset nha, chúng ta nhấn OK. Và ở đây thì mình sẽ thu nhỏ nó lại. Rồi các bạn đưa nó lên vị trí này. Chúng ta sẽ nhấn Enter. Tiếp theo các bạn click phải chuột này, chúng ta chọn Blending Option. À, trong cái mục đây mục Color này, mình sẽ tô nó là màu trắng này. Cái Blend Mode thì các bạn cho nó là Normal nha, chúng ta nhấn OK. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dùng Tile Tool, chúng ta ghi nội dung vào này. Đây mình click vào Tile Tool này. Đó. Rồi tiếp theo mình click vào chữ A bên này này. Ở đây thì phông chữ mình sẽ cho nó là UTM này. Đây, ban quy này. Rồi cây color này thì mình sẽ cho nó là màu trắng nha. Ta nhấn OK. Rồi các bạn click vào đây. Ở đây thì mình sẽ nhập là phông chữ này thì mình sẽ cho nó là 12 đi, ta nhấn Enter này. Rồi tiếp theo các bạn click vào Tile Tool này, chúng ta bôi một vùng như thế này này. Cái chữ này thì mình sẽ cho nó là chữ thường nha. Đó. Rồi bên dưới này này thì mình sẽ click vào Tile Tool, mình ghi là dịch vụ này. Đây, chúng ta sẽ click vào đây. Rồi ở đây thì mình sẽ cho cái phông chữ là UTMA vô nha. Chữ đậm này, cái màu thì mình sẽ đây mình sẽ tô cái màu đây màu này, ta nhấn OK. Rồi cái size này thì các bạn cho nó bé lại, rồi khoảng rồi các bạn nhấn Enter nha. Rồi tiếp theo chúng ta click phải chuột này, các bạn chọn Blending Option. Rồi trong cái mục Auto Glow này thì ở đây thì các bạn sẽ tô là màu trắng nha. Rồi cái size này mình cho lớn lên. Rồi đây các bạn nhấn OK này. Rồi tiếp theo này các bạn sẽ làm cái thằng này này. Đó, cái hình này này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dùng Rectangle Tool nha. Các bạn dùng Rectangle Tool này. Đây mình. Rồi bây giờ thì
các bạn ở đây các bạn vẽ một cái hình chữ nhật này. Đây, các bạn vẽ một cái hình chữ nhật nó như thế này. Rồi tiếp theo này, các bạn sẽ ở đây thì mình cái màu fill này thì mình sẽ cho nó là màu trắng nha. Các bạn nhấn OK này. Rồi các bạn để ý này, trong cái bảng property này này đó, thì các bạn để ý phần bên dưới này này, ở đây này các bạn sẽ nhập cái thông số bo góc cho nó này. Ở đây thì mình sẽ nhập là 15 nha. Ở đây thì mình cho nó là 10 thôi, mình nhập 10 này. Rồi các bạn nhấn enter này. Đó, thì nó sẽ bo góc như thế này. Và cái góc bên này này, đây, góc này này, các bạn sẽ cho nó là 10 này. Ta nhấn enter này. Rồi tiếp theo thì các bạn click vào bên tool này, các bạn click vào bên tool này. Và tiếp theo chúng ta giữ phím control nha. Các bạn giữ phím control này đó. Và các bạn click vào đây. Rồi các bạn dùng phím mũi tên sang bên phải này. Đây thì mình nhấn Z này. À, và các bạn click vào đây. Rồi mình cho mũi tên nó sang bên trái này. Và các bạn có thể nhấn Ctrl T này, các bạn click vào Q này này. Rồi, ở đây thì các bạn kéo nó sang đây. Đó, các bạn kéo nó lệch nó đi như thế này một chút xíu này. Rồi chúng ta nhấn Enter nha. Rồi tiếp theo này, còn một cái hình này nữa này, thì các bạn cũng sẽ làm tương tự nha. Ở đây này, mình sẽ dùng Rectangle Tool này. Và bây giờ mình sẽ vẽ một cái hình. Đây, mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật nó như thế này. Đó. Rồi cái màu này thì mình sẽ tô cho nó một màu khác đi. Đó, mình sẽ tô màu này. Và tương tự này, các bạn đi qua bên này này. Ở đây thì mình sẽ nhập thông số nó là 10 này. Bên dưới này cũng 10 này. Đó. Rồi tiếp theo thì các bạn cũng sẽ nhấn Ctrl T này, các bạn click vào thằng Q này này. Đó, mình có thể. Đó, các bạn click kéo nó qua bên này như thế này. Rồi chúng ta nhấn Z này. Rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ ở đây này, các bạn sẽ đưa cái hình vào này. Thì các bạn có thể lên Google nha. Chúng ta lên Google, chúng ta các bạn lên Google, các bạn nhập là hình xe này. Ở đây mình sẽ nhập là màn hình camera 360 này. Rồi ở đây thì mình sẽ click vào cái hình này. Và mình sẽ copy một cái hình đi, copy đi, sao chép này. Rồi các bạn qua bên Photoshop, mình sẽ các bạn sẽ nhấn Ctrl V. Rồi các bạn click file chuột này, chọn click bitmap này. Đó, các bạn nhấn tiếp theo thì chúng ta nhấn Ctrl T này. Và các bạn thu nhỏ nó lại này. Rồi các bạn nhấn Enter. Rồi tiếp theo các bạn chọn vào cái layer bên dưới này này. Đó, các bạn click vào cái thằng Rectangle Tool này, cái trốc này này, thì mình sẽ tô cho là màu. Đây, ta nhấn OK. Rồi cái size này thì mình giảm xuống là còn khoảng 2 thôi, ta nhấn Enter này. Đó, 2 pixel thôi. Rồi tiếp theo các bạn ghi, các bạn dùng Tile Tool này. Đây, chúng ta dùng Tile Tool này. Các bạn cho cái đây, các bạn sẽ click vào cái layer bên trên cùng này này. Đó, chúng ta click vào đây. Các bạn ghi là
Rồi tiếp theo thì các bạn ấn giữ phím Shift này. À, chúng ta chọn bốn cái layer này, các bạn nhấn Ctrl G thì chúng ta gộp nhóm nó lại. Và tiếp theo các bạn nhấn Ctrl G để chúng ta nhân đôi cái group này lên. Các bạn nhấn Ctrl T này. Đây chúng ta kéo nó sang bên này, các bạn nhấn Enter này. Đó, tương tự các bạn sẽ vào cái group 12 này này. Đó. Rồi các bạn sẽ thay cái hình đây. Mình nhấn delete mình xóa đi này. Rồi mình cũng sẽ lên Google. Đó, mình sẽ đây. Chẳng hạn như ở đây mình copy này. Rồi qua đây mình sẽ nhấn Ctrl V này. Các bạn click file chuột này, chọn click bitmap này, các bạn nhấn Ctrl T này. Thu nhỏ nó lại này. Rồi các bạn nhấn Enter này. Rồi ở đây thì các bạn sẽ click vào title. Đây, các bạn sẽ ghi là rồi những cái hình còn lại này các bạn cũng sẽ chọn cái group này này, các bạn nhân đôi nó lên này. Đó, các bạn nhân đôi nó lên này, nó giống như mình trên này này. Đó. Rồi tiếp theo thì cái phần thông tin này này thì đầu tiên thì các bạn sẽ phải sử dụng cái phần mềm này này. Các bạn lên Google các bạn đào cái phần mềm Python này này. Đây là cái phần mềm nó tổng hợp những icon cho mình này. Đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần thông tin. Thì đầu tiên các bạn sẽ sử dụng cái thằng Ellipse Tool này. Rồi chúng ta vẽ một cái vòng tròn như thế này. Đó. Rồi cái màu fill này thì các bạn sẽ tô là màu trắng nha. Ta nhấn OK. Rồi tiếp theo này, cái icon điện thoại này thì các bạn cũng sẽ vào cái thằng Python này này. Các bạn kéo cái icon này vào. Đó, ở đây. Các bạn thu nhỏ nó lại. Rồi đưa nó vào vị trí này. Rồi ở đây mình sẽ thu nhỏ nó lại này. Đó, các bạn nhấn Enter. Rồi tiếp theo chúng ta click file chuột chọn Blending Option. Rồi trong cái mục Color này mình sẽ tô màu đen luôn. Ta nhấn OK. Rồi tiếp theo các bạn dùng tay tool chúng ta ghi số điện thoại của mình vào. Rồi các bạn vào đây chúng ta sẽ thay cho màu cho nó này, màu trắng này. Cái phần chữ là chữ thường nha. Cái size này thì mình sẽ cho nó là khoảng đây, khoảng 6 pixel. Ta nhấn Enter. Rồi tiếp theo các bạn ấn giữ phím Shift, chúng ta chọn ba cái layer này, các bạn nhấn Ctrl G này. Đó, ở đây thì mình sẽ thay cái tên là rồi tiếp theo các bạn nhấn Ctrl G này. Các bạn nhấn Ctrl T này. Rồi các bạn đưa nó xuống nha. Các bạn nhấn Enter. Rồi ở đây này thì các bạn sẽ click vào title này. Đây chúng các bạn sẽ ghi là chẳng hạn như ở đây mình ghi website của mình vào này. Rồi tiếp theo chúng ta click vào mu tool này. Rồi các bạn sẽ vào cái phần layer này này. Đó, các bạn chọn layer này. Chúng ta nhấn delete, các bạn xóa nó đi này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tìm cái icon web này. Đây mình sẽ lấy kéo icon này vào này. Đó. Rồi chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại này.
Rồi tiếp theo chúng ta lấy file chuột này, bạn chọn Belly Option trong cái mục color này thì mình cũng sẽ tô một cái màu tương tự cho nó này, ta nhấn OK. Rồi cái phần thông tin bên dưới này thì các bạn cũng sẽ làm tương tự nha. Rồi như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái banner như thế này bằng cái phần mềm Photoshop CC 2019. Các bạn nào có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại bình luận, mình sẽ giải đáp. Nếu thấy hay thì like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều.